Dân mạng Thái Lan kêu gọi ASEAN cùng nhau đẩy Campuchia ra khỏi khu vực. Chúng ta ngày càng không thể hòa hợp được với người Khmer. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của dân cư mạng Thái Lan về một vấn đề, đó là Campuchia ngày càng dựa dẫm Trung Quốc để xúc tiến việc đào kênh Phù Nam Tích Châu, mặc cho các quốc gia hàng xóm của Campuchia đang lên án cực kỳ gay gắt, trong đó có Việt Nam chúng ta. Vậy nội dung chính là như thế nào? Cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ngày 27 tháng 5, theo một trang tin tức của Campuchia cho biết, Ngoại trưởng Campuchia đã đến thăm Trung Quốc về vấn đề Trung Quốc sẽ thành lập đặc khu kinh tế ở Campuchia và nhiều vấn đề khác, trong đó có vấn đề về kênh đào Phù Nam Tích Châu. Và Trung Quốc tái khẳng định rằng sẽ hỗ trợ xây dựng quản lý tài nguyên nước ở kênh đào Phù Nam Tích Châu cùng Campuchia. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã xác nhận rằng Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho nhiều dự án phát triển ở Campuchia, bao gồm dự án quản lý tài nguyên nước tổng hợp của Phù Nam Tích Châu, dự án mà Trung Quốc coi là có tầm chiến lược quan trọng nhất. Trung Quốc cũng nói rằng Trung Quốc có kinh nghiệm lâu dài và thành công trong lĩnh vực này. Dự án kênh đào Phù Nam Tích Châu của Campuchia có trị giá 1,7 tỷ USD theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao, được cho là do một công ty xây dựng cầu đường của Trung Quốc thực hiện. Và theo một số nguồn tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen sẽ tiến hành khởi công vào tháng 8 năm nay. Và theo ông Hun Sen, việc mở công trường bất cứ lúc nào là độc quyền của Thủ tướng Hun Manet. Các bạn thân mến, video này mới chỉ đăng tải được 2 ngày, ấy vậy mà đã thu hút gần 100.000 lượt xem và gần 1.000 lượt bình luận từ dân cư mạng Thái Lan, cho thấy họ cũng quan tâm như thế nào đối với dự án kênh đào này. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Cùng mình theo dõi hết video để cảm nhận được sự phẫn nộ mà người dân Thái Lan thể hiện và cũng để biết được Thái Lan đứng về phía Việt Nam chúng ta như thế nào trong vấn đề này. À, các bạn hãy cho mình một like nhé. Xin chân thành cảm ơn. Tốt, tôi ủng hộ việc đào bới. Sẽ nhanh chóng bị Việt Nam đạp cho. Việt Nam không phải Thái Lan đâu mà ngồi im lặng. Chỉ có các cơ quan Thái Lan mới để người ta chửi, để người ta bóc lột, tuyên bố văn hóa mà không làm gì cả. Thật sự chấp nhận Singapore khi mấy chục năm trước nước này tuyên bố loại Lào, Campuchia ra khỏi ASEAN. Thái Lan và Việt Nam tấn công từ hai phía, chia đất mỗi bên mỗi nửa. Còn về nô lệ Khmer, Thái Lan giao hết cho Việt Nam. Việt Nam giải quyết bằng cách đào đường nước, thay đổi hướng chảy của sông Mekong ở phía trên điểm mà Khmer sẽ đào. Họ sẽ điều nước xuống kênh mà Khmer định đào. Việt Nam đã mở đầu và sẽ đến lượt Thái Lan sau đó. Chúng tôi sẽ cùng chiến đấu và chia sẻ gánh nặng. Nếu Trung Quốc tham gia, Mỹ cũng sẽ theo sau để chia sẻ miếng bánh. Hậu quả của việc tin tưởng các bên hàng xóm là như vậy. Khi có cơ hội, họ sẽ trả ơn ngay lập tức, đến mức trở thành thói quen của họ rồi. Trung Quốc muốn xả lũ xuống Campuchia, bọn ngu ngốc đó còn chưa nhận ra. Trung Quốc xây đập, gây chuyện với Thái Lan khiến sông Mekong cạn kiệt. Cho đến khi nước lũ tràn vào chính đất nước của họ, họ sẽ thay đổi dòng chảy không cho nước vào Thái Lan. Tương lai, nếu họ đào xong kênh, Campuchia chuẩn bị nhận hậu quả lũ lụt. Họ có thể kiểm soát nước và đất nước của bạn sẽ nằm trong tay họ. Muốn hạn hán hay lũ lụt, tất cả đều tùy vào ý thích của họ. Cứ chờ mà xem. Cứ để họ xây đi. Khi có chiến tranh thật sự, con kênh mà họ xây sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chính họ. Cuối cùng, tất cả các bên sẽ phải tính toán lại. Nhìn xa hơn, nếu không có lợi ích hoặc tài nguyên mà Trung Quốc cần, thì chắc chắn họ sẽ bị Trung Quốc vứt bỏ. Khmer không thể được ai tin tưởng cả. Đó là sự thật. Chuyện này đã xảy ra từ thời Tăng Thoại. Có người thông minh đấy, nhưng họ buộc phải im lặng để sống sót. Ngay cả đảng đối lập cũng phải chạy ra nước ngoài. Nếu họ có người bảo vệ, họ sẽ hung hăng, không sợ ai, giống như họ đã hung hăng với Thái Lan khi có Pháp đứng sau lưng. Nhưng đằng sau sự hung hăng đó là những lợi ích dâng lên cho người bảo vệ. Chỉ có vậy thôi, đối với những người gian dối không có lòng yêu nước. Khmer nói rằng họ không biết ơn là gì. Không có ghi chép nào trên tường chùa của họ. Chỉ có sự vô ơn là họ biết. Điều đó có ghi trên tường của họ. Trong sự kiện này, tôi muốn cổ vũ cho Việt Nam. Trung Quốc chiếm trọn, thu phí qua cảnh và đưa hàng hóa vào Campuchia dễ dàng, còn là chủ nợ của Campuchia nữa. Campuchia chỉ thu được một chút thuế nhập khẩu. Nhưng bạn nghĩ Trung Quốc sẽ để tiền rơi vào túi Campuchia sao? Lính biệt động Thái Lan từng nói, kết bạn với Khmer không quá một buổi trưa,
nghĩa là kết bạn với Khmer không thể quá trưa. Không gây sự với Thái Lan được vì bị Trung Quốc ngăn cản, nên họ chuyển sang gây sự với Việt Nam. Đó là bản chất của người Khmer. Ngân sách đã có chưa? Tài nguyên và kiến thức để quản lý kênh này có đủ không? Lợi ích thật sự mà người dân nhận được là gì? Trung Quốc mới là bên thực sự hưởng lợi. Người dân tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, chỉ muốn giàu, ai làm gì được tôi? Bùng bình bị hạn hán nên tìm cách gây lũ lụt một chút. Đúng vậy, chúng ta hiểu rằng thiếu kế hoạch và thiếu chuyên môn. Có những người tham vọng muốn chiến thắng, muốn phát triển nhanh chóng, muốn tìm con đường tắt và mong Trung Quốc sẽ đảm bảo. Nhưng họ quên rằng Trung Quốc vẫn là Trung Quốc. Hãy đợi xem kết quả. Chúng ta đã biết rằng họ không có lòng từ. Chúng ta hiểu rõ rằng Trung Quốc không phải là bậc thầy. Nếu không có Trung Quốc, họ không dám động đến cỡ này. Nhưng họ quên điều quan trọng nhất là hàng xóm của chúng ta thật sự quan trọng như thế nào và có thể gặp một kết cục đáng sợ một ngày nào đó. Anh Tàu là số 1. Tiền bạc, tài nguyên, kiến thức, quản lý và lợi ích, tất cả đều thuộc về anh Tàu đấy. Cuộc họp lần tới sẽ có chủ đề đuổi người Campuchia ra khỏi ASEAN. Chúng tôi cho rằng tất cả các quốc gia trong ASEAN cần phải hợp tác để đối phó với Campuchia một cách nghiêm túc. Điều này không chỉ là vấn đề khó khăn của Việt Nam mà còn có thể lan rộng ra khắp nơi. Hãy cổ vũ cho Việt Nam, đừng từ bỏ, tiếp tục chiến đấu. Campuchia cần phải bị đối xử. Cách duy nhất để ngăn chặn Campuchia là phải hỗ trợ phe chống Hun Sen. Họ đang cố gắng trở lại Campuchia. Thái Lan hỗ trợ Thái Lan, Việt Nam hỗ trợ Việt Nam để ủng hộ họ quay lại Campuchia. Đảm bảo sẽ thú vị đấy. Với Việt Nam, Campuchia nói rằng không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin nào. Nhưng với Đại sứ quán Thái Lan, Campuchia họ nói rằng Thái Lan phải cung cấp thông tin cho họ và phải xin phép họ. Tương lai có thể sẽ thấy cuộc chiến ở biên giới sớm hơn chúng ta nghĩ. Không có bạn bè thật sự, chỉ có lợi ích thật sự. Kể từ khi Trung Quốc làm người anh em lớn, họ rất giỏi. Nhưng nếu không có hỗ trợ, họ sẽ phải làm nô lệ. Họ đã làm như vậy suốt nhiều thế kỷ. Hãy cầu nguyện. Nếu bị Việt Nam đánh, đừng di cư qua đây. Chúng tôi sẽ không chào đón. Khi Campuchia không còn lợi ích nào với Trung Quốc nữa, lúc đấy Việt Nam mới đẩy Campuchia xuống chỗ chết. Tại sao phải khai thác? Có nhiều hàng hóa được xuất khẩu qua biển hay sao? Trung Quốc cũng không đầu tư công nghiệp ở Campuchia mấy. Họ sẽ bỏ tiền đó vào đâu? Sự kiện này gây thương tiếc cho đất nước Việt Nam thân thiện. Thật là một mất mát lớn lao. Tôi phải đưa gã đó đi. Làm ơn chấp nhận nó. Nếu kênh đảo được khai thác xong, Việt Nam sẽ gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Nước mặn sẽ lan rộng vào vùng tam giác sông Cửu Long. Cây trồng và vườn ăn trái cây sẽ chết hết. Thái Lan được hưởng lợi. Nhưng chỉ lần này thôi. Tôi thà đứng về phía Việt Nam còn hơn. Việt Nam đã từng giúp Campuchia thoát khỏi chiến tranh Campuchia với Khmer Đỏ và giúp Hun Sen giữ quyền lực trong một thời gian dài. Họ đã dám thách thức đến mức nào đây? Chắc chắn có một thứ gì đó liên quan đến tiền bạc và quyền lực. Campuchia coi Trung Quốc là người ủng hộ, nhưng họ ngu ngốc vì Trung Quốc sẽ làm cho họ ngu ngốc. Khi Trung Quốc có lợi, họ sẽ chiếm đoạt và tận dụng. Trung Quốc thông minh, lừa dối và tận dụng mọi cơ hội trong lợi ích của họ. Thật là ngu ngốc, nghiêm túc mà nói, người Khmer không biết rằng Trung Quốc như thế nào. Đương nhiên, Trung Quốc sẽ thu được rất nhiều lợi ích, trong đó có kênh đảo, có con đường sông cho tàu chiến. Hun Sen biết rõ mình, Hun Sen không ngu ngốc, nhưng lòng tham của họ đã khiến họ phải hy sinh lãnh thổ, khiến Việt Nam rất khó khăn vào thời điểm này. Rắn không quan tâm đến lời nói của lòng biết ơn. Nó sẽ cắn lúc nào cũng được. Việt Nam phải tìm cách khác để quay lại vị thế. Chuyện là Trung Quốc sợ việc mở rộng quyền lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nên đã đầu tư rất nhiều vào đất nước Lào. Trung Quốc đã đưa vô số vốn vào vài dự án ở Lào, từ đường sắt đến các dự án giao thông khác. Đất nước Lào đã bị nhiễm bệnh từ Trung Quốc đến mức nào đó. Đến nỗi người Trung Quốc đã lấp đầy Lào và muốn thấy Lào với một cái nhìn tốt hơn. Hãy nhìn kỹ Lào tiếp theo.
nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể đặt cơ sở quân sự ở trong Lào, bởi vì quân đội của Việt Nam đang kiểm soát và áp dụng pháp luật ở Lào. Dự án đường sắt của Trung Quốc ở Lào cũng có rất nhiều điều giấu kín, nhằm mục đích phục vụ cho mục tiêu lâu dài của họ. Còn Myanmar, Trung Quốc đang kiểm soát nhiều hoạt động kinh doanh ở đó, và một phần lớn khác được kiểm soát bởi các lực lượng quân đội. Quân đội Myanmar đã được Trung Quốc hỗ trợ đến mức mạnh mẽ. Cuối cùng, Campuchia, họ đã tự đặt mình vào tình thế để Trung Quốc làm mọi thứ trong lãnh thổ của họ, để trốn khỏi sự chi phối của Việt Nam. Hun Sen nhìn thấy Lào đã ở dưới sự chi phối của Việt Nam rồi. Lào đã bị lấy hết tài nguyên đến mức biến mất, chỉ còn Việt Nam có lợi. Chỉ còn Campuchia đang ở dưới sự chi phối của Việt Nam. Hun Sen muốn thoát khỏi việc bị chi phối và đã mang Trung Quốc vào để chấp nhận. Bây giờ, Trung Quốc đã có thể xây dựng cơ sở quân sự ở Campuchia. Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều, hy vọng xây dựng một bức tường tự vệ cho chính họ và cho biết với Thái Lan và Việt Nam rằng họ sẽ phải cẩn thận hơn. Bởi nếu có chiến tranh thật sự, Trung Quốc sẽ không bị tác động gì cả. Vì họ đã có Campuchia như một bức tường bảo vệ, đấu trường chiến tranh sẽ là Campuchia. Điều này sẽ làm hại nặng nề cho cả Việt Nam và Thái Lan. Còn với Campuchia, họ có thể sẽ biến mất khỏi bản đồ khu vực hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ giúp được gì? Thậm chí dù làm bạn cũng không giúp được gì, nhưng họ vẫn sợ mất tiền của mình. Đó là sự ích kỷ thật sự. Chỉ cần Việt Nam xây dựng một con đập lớn để kiểm soát lưu lượng nước trên đất của mình, họ đã có khả năng kiểm soát Campuchia một cách không thể tránh khỏi. Khi mùa mưa đến, họ có thể đóng cửa đập, làm ngăn nước từ sông Mekong chảy vào Campuchia, khiến Việt Nam thiếu nước và phải dùng nước mưa thay thế tạm thời. Khi mùa khô đến, họ có thể mở đập để nước từ sông Mekong chảy vào đập, làm cho con đường dẫn đầu không còn nước. Trước tiên, làm cho việc đẩy nước vào kênh Campuchia trở nên khó khăn hơn. Điều này sẽ gây ra những rắc rối liên tục. Kế hoạch của Trung Quốc là làm cho Campuchia trở thành một đối tác độc lập khỏi ASEAN bằng cách làm cho Campuchia tin rằng phụ thuộc vào Trung Quốc là việc sử dụng hổ để tự bảo vệ. Khi Campuchia ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, họ sẽ trở thành quốc gia độc lập trong ASEAN. Không có lựa chọn nào khác. Điều này sẽ khiến Campuchia phải quyết định gắn chặt với Trung Quốc. Cuối cùng, họ sẽ trở thành một hòn đảo lẻ loi ở phía sau, một cách ngụy biện. Không có cảng biển nước sâu để vận chuyển hàng hóa, phải vận chuyển qua Việt Nam nên người ta đào kênh. Giải pháp này có vẻ kỳ lạ. Thay vì xây dựng cảng ở Sihanouk, tại sao không? Tại sao bạn lại nghĩ đến việc đào kênh? Việc xây dựng một cảng với tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi kỹ sư cao cấp. Người dân địa phương không thể thực hiện được. Ngay cả khi có thể thực hiện, họ cũng phải tìm nguồn kinh phí. Dự án này là một phần của thỏa thuận nợ Trung Quốc và Campuchia. Vì Trung Quốc muốn giữ nơi đậu tàu chiến trong khu vực Biển Đông, dự kiến sẽ thành lập một căn cứ hải quân thứ hai của Trung Quốc tại Biển Đông. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận đến từ dân cư mạng Thái Lan. Có thể thấy rõ một điều rằng, bất kể ai cũng có thể nhìn thấy cái sai lầm của người Campuchia trong việc quyết định xây dựng dự án kênh đảo Phù Nam Tích Châu. Không chỉ ảnh hưởng về nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam, mà một khi dự án này được hậu thuẫn bởi Trung Quốc, thì càng làm cho vấn đề về chính trị căng thẳng hơn. Hun Sen nói vì lợi ích kinh tế của người dân nên phải xây kênh đào này bằng được. Nhưng thực chất, kênh đào này để phục vụ Campuchia hay là Trung Quốc đây? Mình sẽ tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Nội dung của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình sớm được 5.000 subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.